Các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm Adorop nhận được 10 đồng token Tigergo. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành chỉ có 10 triệu thôi. Đã có 364 tài khoản holder và đã phát sinh 864 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website của Adorop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên đây với mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc này ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví True Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Tigergo, ký hiệu là TGTROG, số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Klamarov.net của đảm bảo truy cập vào bước 2 nhận tất cần lấy rút gọn này nhé. Rồi, các bạn kéo xuống phần bên dưới này, bạn có thể vào đây đọc và nhiều thông tin từ web website nhé. Người ta tận dụng tất cần này trên website, các bạn nhấn vào đây yêu cầu Tango thì nó sẽ dẫn xuống bên dưới này. Cái chương trình Adorop sẽ kết thúc vào 117 ngày nữa để đêm niêm yết cho sàn phát cơ sở vào ngày 25/12 nhé. Giá niêm yết sau khi lên sàn là 1 Tigergo nó sẽ tương đương với lại 0,7 USD. Rồi, các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ 0,05 BTC mua cái đồng token này để chờ cơ hội nhiều lần tài khoản nhé. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào phần này cho mình. Nó yêu cầu kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Phí ga là 0,000605 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Klamarov.net để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng tập phần mới nhất trên nền mạng ba lần trên blockchain nha. Ngoài ra, nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể đăng ký tại đây để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Và một số tài khoản các sàn khác nổi tiếng khác có ở trên đây. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để cần làm nhận được 10 đồng token Tigergo. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.